Nơi xin chào anh em á. Hiện tại hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2018. Đây, hiện tại là người ta đang bắt vào mùa mưa, đang bắt đầu vào mùa mưa rồi. Hiện tại đang đám mưa rất là lớn. Đây, vào mùa mưa thì thông thường cái mai nó xuất hiện những hiện tượng là bệnh như thế này đây. Đốm lá nè ha. Đây, đốm lá nè. Đấy. Đốm lá này là do chính là do cái vi khuẩn nó tác động lên ha. Vi khuẩn tác động là nó làm lá này bị đốm đốm, nó làm đốm những lá non nha. Đấy, những lá già đợt trước là nó không có bị, nó làm những tác động vào những lá non này, nó lá non là sức đề kháng nó yếu này, tác động vào những tất cả những loại như lá non này nó bị bệnh rồi ha. Cái này thì mình mới phát hiện thôi ha, mình cũng xịt ngừa rồi, đã xịt ngừa những cái lá này ra đợt sau này là nó hết rồi ha. Đấy, những cái đợt trước là không có để ý tới đó là nó bị bệnh thế này, từ lá non này khi mà nó bị bệnh nó chuyển sang lá già ha, chuyển sang già thì cái bộ lá nó không có khỏe, lá nó không có khỏe thì cây nó không có hoạt hợp tốt được. Đây thì nguyên nhân là do cây nó bị dư nước á, và đây là do vi khuẩn. Thì khi mà xịt bệnh á, đây xịt Antacon ha hoặc là cốc 85, đã xịt 2-3 lần liên tục nha, 2-3 lần liên tục. Và mùa mưa á, thì chúng ta xịt vào, chúng ta phải pha thuốc bấm dính luôn ha. Đây mà mình vừa xịt ngày hôm hôm ngày 10 tây nè, ngày hôm qua đó ha, thường bám dính vào đấy, nếu không nước mưa sẽ bị trôi ha. Nên xịt, khi xịt chúng ta xịt vào buổi chiều mát á đấy, hoặc là nếu mà buổi chiều mà mua chiều nó hay mưa á, xịt buổi sáng sớm. Đấy. À, là lý do là do phần nhà đất với chậu trong đây là nó không thoát nước tốt. Đấy, chúng ta phải làm sao cho thoát nước tốt ha. Đây nó rất là ẩm ướt đây, chúng ta có thể khoan thêm hai mấy cái lỗ ở dưới đây nữa cho thoát nước cho tốt, hoặc là dùng cây ha, dùng cái cây xiên gì đó chúng ta xới đất lên. Đấy, xới đất lên. À, vườn của mình thì nó đa số là những cái cây nào mà nó cái chậu lớn thế này nè không thoát nước tốt á, thì nó mới bị thôi. À, còn những cái cây nào mà vô chậu nhỏ thoát nước tốt thì gần như nó không có bị bệnh nó luôn á. À, mà có là nó chỉ bị lây thôi. Đây, chúng ta xới đất lên dùng cây nhỏ thôi, cây bự quá thì xới nó sẽ bị đứt rễ ha. Cây nhỏ chúng ta xơm xơm xuống như này đó ha, nó xơm xơm cho thoát nước cho tốt ha. Đây. Đây. Giờ, những cây lớn này bóng mát nó nhiều, bóng mát nó nhiều nó che luôn cái phần chậu, làm chậm cho không có nắng vào trong đây, không có ấm rễ ha. Như cây này, hai cây này nó cũng bị lây nè. Đây. Nó xin chào anh em á, mùa mưa là những cây này bị bệnh nè ha. Giống như cây này nó bị lây. Đấy. Ha. Bị bệnh đây, thì cách đi vào trị bệnh đây chúng ta xịt Antacon vào đây thôi. Đấy, những cây bên đây nó bị lây thì chúng ta cũng phải coi lại, đầu tiên chúng ta coi lại cái phần đất ở trong chậu này nè có thoát nước tốt hay không. Nếu mà không thoát nước tốt chúng ta phải làm sao cho thoát nước tốt ha. À, chúng ta phải trộn trấu đâu lại. À, nhưng mà hiện tại chúng ta đừng có nên nhổ lên. À, chúng ta chỉ can thiệp vào cái vùng thoát nước vào vùng chậu vậy thôi. À, nhổ lên là Tết năm nay nó cũng khả năng mà có bông nó cũng khó lắm, tại vì hiện tại là đã là tháng 5 âm lịch rồi, gần tháng 5 âm lịch rồi, còn khoảng 6-7 tháng nữa là tới Tết rồi. Và nhổ lên thì nó chắc chắn sẽ bị đứt rễ ha, và rễ nó phải làm lại là việc là từ đầu, nhánh này nó phải ra lại ha, nó chậm đi ha. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian nó tạo nụ nè, nó đâm chồi thật là mạnh đi, nó cho nó đâm chồi thật là mạnh, rồi nó đâm chồi mạnh thì nó mới tạo được cái những cái nụ bông ha. À, như những cây bên đây nè ha, bên đây thì nó không có hiện tượng mà bị cháy lá, đốm lá nè, đây đốm lá nè ha. Đấy, đó là do cái phần nước á. Chúng ta vừa phải xịt thuốc ngừa bệnh đây ha, ngừa bệnh chúng ta vừa phải làm tơi thoát nước cho tốt phần ở bên trong á. Đấy, đối với những cái cây mai mà mùa mưa này nó còn xảy thêm một hiện tượng là bệnh nữa nè, không phải là bệnh gì mà do múc nước mưa á ha. Nếu mà sáng sớm mà vào buổi chiều hôm trước mà có mưa á, mà sáng ngày á, chúng ta để yên chúng ta không có tưới xả rồi á, là cái lá non là sẽ bị cháy thế nè, nên là do axit trong nước mưa ha, nó làm cháy, làm quéo lá non nè. Đấy, rất là nhiều lá bị cháy nè. Đấy. À, nên cách mà làm này chúng ta cũng không cần xịt thuốc gì đâu, sáng ngày chúng ta xả sương lại với nước lạnh là được. Nên lá non ra mà nó gặp nước mưa á, gặp nước mưa đây nè, sáng ngày gặp ánh nắng nó chiếu vô cái nữa là làm cháy quéo luôn cái lá non nè. Thấy chưa? Đây là axit trong nước mưa ha. Đấy. Đây là cái đám 400 gốc mình vẫn giờ đang lên rất là xanh tốt nè. Cái này thì mình cũng không có quan tâm nhiều lắm, cũng không xịt bệnh xịt sâu vậy đó.
để tự nhiên thôi, nó có bị sâu ăn nè đấy. Nếu để tự nhiên chắc nó sẽ bị sâu ăn thôi đấy. Đó với hiện tượng này là chúng ta chỉ cần sáng ngày chúng ta xả lại sương với nước ha. Đó với trồng mai là những cái cây này nó cũng bị nữa nè đấy. Trái lá luôn nè ha. Nếu mà bắt buộc chúng ta sáng ngày chúng ta bữa trước mưa ha, sáng ngày chúng ta cũng phải tưới lại ha, tưới sương qua lá để cho nước bảo vệ cái bộ lá không có bị, nó không có bị, không có bị axit trong nước mưa nó làm quéo cái lá ha. Đấy, những cái mây mây con nè đấy nó cũng bị bệnh nè ha. Đấy chúng ta cũng phải xịt ngừa bệnh nha, không xịt ngừa là lá hư hết luôn á. Cái này thì mình chăm sóc nó kỹ, đám phú tân này nè ha, không nói kỹ à, sáng là phải tưới sương qua một cái ha, tưới ít thôi. Còn cái đám bên kia là cái những cái đám mà mai mà dăm cành đó ha. Đây sẽ là hiện tượng trái lá nè, thấy chưa, đây là do nước mưa đó ha. Sáng ngày chúng ta phải tưới sương qua một cái ha, tưới ít thôi, ướt cái lá này nó trôi đi chắc axit trong nước mưa á. Đây không biết có sống hay không nữa nè. Đây, cái này là những cái cây mà lúc trước mình cắt nhánh mình cầm á, nên nó ra đọt ra rễ rồi, giờ mình vô bịch luôn. Còn ở đây nhiều lắm, còn ở đây nó rất là nhiều cây, những cây dâm nè, dâm cành nè, còn nhiều lắm, nó ra rễ rồi mình vô thử coi sống không. Mai này cũng có bị chết nha, không phải là không chết đâu, nó chết nhiều lắm á, 200 gốc mà chết khoảng 50 gốc là ít á. Đây. Có cây tràn nhỏ xíu mà bông quanh năm luôn á, gốc có chút xíu à. Đó, mùa mưa này cây nó rất là dễ bị bệnh á. Đấy, nhân này ra, đây là lá, hiện tượng mà khi mà ra là cái lá nhỏ nè mà nó bị quắn cái đầu lại nè, đây giống như hiện tượng này nè ha, rồi là bọ trĩ ha. Đấy chúng ta phải xịt ngừa ha, đấy thấy chưa, đây là nó bị chích thúc cái phần dưới cuốn lá nè, đó đây là bị bọ trĩ, dấu hiệu của bọ trĩ ha. Đấy, ra cái lá mà nó bị sắn lên một đầu, nếu mà chúng ta không phát hiện thì nó làm khô luôn cái lá, nó xịt liền ha. Đấy, nó lẹ lắm, bữa trước bữa sau là nó quất liền à ha. Chúng ta nhìn dưới phần cái phần dưới sống lá nè, nó bị nhăn á, làm ta phải xịt thuốc liền ha. Cái này khi mà nó bị á, chúng ta xịt thuê ba bốn lần nó mới chết nha, chứ xịt một lần không có chết đâu. Còn cái con này nó ghê lắm đó, giống như hiện tượng này nè đó ha. Nó ăn, nếu mà chúng ta không để ý là nó ăn cái lá này nó teo luôn, ăn cái lá đáng lẽ là nó bự mà ăn nó bỏ đi, nó ăn cái là nó teo héo luôn rồi đó. Nghe chưa, đây cái mây trắng, mây trắng lá trắng, lá trắng luôn. Để chờ làm giống để ghép nè. Rồi vào đây nè, có những cái lá nó bị nổi gân xanh nè, nổi gân nè. Đấy đây là lần bị thiếu vi lượng nha, mùa mưa chúng ta phải bổ sung thêm cái đó. Phần vi lượng, hữu cơ vi lượng á. Nó bị thiếu chất thì lá nó không có xanh mướt lắm. Đây là bị bệnh nè. Đấy, bị bệnh nè. Rồi xịt Antracon thôi. Rồi. Với mùa mưa này chúng ta cần lưu ý 3 điều á. Một là nó bị bệnh ha. Thứ hai là phải thoát nước cho tốt. Và thứ ba là mùa mưa có, trong cái nước mưa có axit ha. Chúng ta phải sáng ngày ta phải tưới xả đi cái axit đó ha. Rồi, để thuốc mà để trị bệnh nấm đây, đồng oxy clorua nè, đồng oxy clorua CuCNLO gì đó, pha 20g cho 1 đến 2 bình 8 lít nước. Và chúng ta pha 20g cho bình 16 lít ha. Chúng ta pha lõi cái này cũng nó cũng nóng á, cốc 85 nè. Đấy. Rồi có thể hai cái này cũng tương đương nhau thôi, hoặc là Antracon để trị bệnh á, trị bệnh nấm hồi nãy đó. Đó, đây là thuốc tôi giúp hỗ trợ thôi. Cái quan trọng nhất là vẫn là pha do chúng ta theo dõi thôi ha. Đấy. Đấy, để trị những cái bệnh mà đốm lá nè, đốm lá cháy lá, đốm lá cháy lá nào đó.
Còn sâu này thì chúng ta xịt xịt thuốc sâu thì nó mới hết nè. Đây có con sâu nè. Sâu xịt thuốc sâu nó mới hết thôi. Đây. Còn lá nó nổi gần, nó bị nổi gần như thế này nè, nó đang bị thiếu thiếu vi lượng nha. Mưa nhiều quá thì nó trôi đi những cái chất ở trong chậu này nè. Ta bổ sung thêm cái hữu cơ vi lượng nha. Rồi. Rồi chỉ có vậy thôi ha. Một vài chia sẻ cùng anh em á. Ở phía dưới phần mô tả video này mình để số điện thoại phía dưới á ha. Anh em này có gì thì liên hệ mình ha. Rồi xin chào anh em, chúc anh em một ngày tốt lành nha. Xin chào. Đây chúng ta chụp lại cái hiệu thuốc này để ra tiệm chúng ta mua nè. Antracon. Rồi. Và cốc 85. Cốc 85 à. Rồi xin chào anh em. Đối với cái thằng thuốc sâu á, thuốc trị rầy á, chúng ta có thể là dùng Actara hoặc là Regen á. Đây, Actara hoặc là Regen. Đây, chúng ta phải mua cái loại thuốc mà chuyên trị rầy á ha. Vừa trị sâu vừa trị rầy thì nó tốt hơn. Trị sâu không thì nó không có diệt được rầy. Mà diệt rầy không á thì không có diệt được sâu. Đó ha, nên lưu ý chuyện đó nha.